Vườn quốc gia Dương Minh Sơn, Đài Bắc, Đài Loan, nơi trồng đến hơn 1.000 loại hoa anh đào. Những ngày cuối xuân vẫn rất đông người dân và du khách tìm đến để ngắm hoa, trong đó có những đoàn khách Việt Nam. Em thấy hoa đào đây nó rất khác với đào của Việt Nam. Khác hẳn luôn. Em cảm thấy rất là thú vị. Cảm giác như kiểu giơ máy lên là có ảnh đẹp. Ngắm hoa đào mùa xuân đã trở thành thói quen của người Đài Loan và cũng là một trải nghiệm độc đáo với du khách khi đến đây. Khác với mùa hoa anh đào Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ nở khoảng 2-3 tuần vào tháng 3 và 4, mùa hoa anh đào Đài Loan thường bắt đầu sớm hơn và kéo dài trong vòng khoảng 3 tháng, rải rác khắp đảo, gọi mời du khách muôn phương. Khá là đặc biệt, mặc dù là nó cũng khác với lại cái thời điểm nở hoa của các nước khác như là Nhật hay là Trung Quốc. Nhưng mà rất là rực rỡ. Mùa hoa anh đào thì ở đây là nó sẽ mọc rải rác ở nhiều nơi. Nhưng mà nói chung ấy thì là nó rất là đẹp. Và cái thời tiết cũng rất là tuyệt vời. Đa phần thì mùa hoa anh đào của Đài Loan thì nó nở vào tháng 1 và tháng 4. Và đặc biệt tháng 2, tháng 3 thì là nở rộ nhất. Và đặc biệt là Đài Loan có 70% là núi đồi, nên là sẽ có rất là nhiều hoa anh đào ở trên núi. Ví dụ như là Phúc Thọ Sơn, Ali Sơn là những nơi mà nổi tiếng và được rất là nhiều người dân trong nước và ngoài nước đến tham quan. Dẫu không được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào như Nhật Bản, nhưng Đài Loan cũng là một nơi tuyệt vời không kém để thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này. Một loài hoa, nhiều trải nghiệm cũng là những gì mà người Đài Loan tự hào giới thiệu với du khách mỗi dịp xuân về.